lượm thôi chứ có gì đâu. Rồi trước. Ok, chào các bạn. Quá kẹt vậy. Có dính lề không? Giòn giòn giòn. Tính ra lấy hàng ngay sân bay thì nhìn siêu phết mày. Ê, cho nghe cái kèn cái Nguyễn. Có kèn, có cái kèn hơi không? Không, kèn zin á, y như kèn xe tải vậy đó ba. Wait a minute. What? Đâu không nghe cái rồi. À, được mất cái này kèn xe lửa chứ lộn, y như kèn xe lửa được. Chứ lộn. Quẹo cộng cộng ngay chứ ba. Không, qua vừa mà. Không, treo này nặng nha, treo lên này nặng phải. Kỳ máy biết luôn á. Ủa mới lâu lâu cho mày cầm mấy treo lên nặng mày chơi biết. Không, sao, xe tao cũng 600 mấy mà đâu sợ. Xe tao 502. Sợ xe mày. Mà hơn là đang chạy xe động á, là khỏe. Tao vô kìa. Tao được qua. Nhưng mà đã đời cũng phải vô chạm cân cho mày ngủ à. Đấy rồi, tao bị vô kìa. Tao qua mà. Tao quẹo nha. Mới xe bị lớn gì kìa con.
bác, xe này có giấy phép chở hàng nặng nha. Xe này có giấy phép nạp VIP các bạn. Rồi chơi vô đây là tao khóa máy. Nè của tao đèn xanh rõ ràng được qua mà. Rồi, rồi đi em. Nguyễn mày giải xích lên xíu. Nguyễn mày giải xích lên xíu ơi. Dướng rồi. Vô giải xích lên xíu ơi. Đấy cái thằng này mày có thấy cái mũi tên đi ra không mà mày chạy đường ẩu với mày. Đậu mới xe. Xe có giấy phép nên nó vậy á. Tối trời mưa nữa. Có bầu quý Việt hả? Sao làm? Ủa thì chạy mấy ngày cây rồi? Chạy được 8-9 cái gì á, phải không? Đâu có speed limit nè, 70. Khoan, mày biết đường xuống gì vậy?
lỡ cái đường. Nó chạy mà giết mà cái đường lên cao tốc mà nó dọc là cái đường xuống luôn, sợ đi chứ. Rồi đâu tin ra nha, đâu tin ra à. Đúng rồi, cái thằng xe bồn nó phải dừng, nó mà quẹo là cạo đầu nó. Má tính ra mấy cao tốc mình thiết kế hay thì chứ được, má nó để một cái dốc cho mình lấy chớn mình chạy luôn. Ừ. Đó, thù không thấy được cái giống ôn gì. Chứ dưới mới có anh. Anh thấy xe mà đỏ đỏ mà chớp chớp đèn chứ không lên. Mình quất nó không? Thôi, anh chạy là tính thôi anh. Ba vô bên trong luôn, mình vô bên trong. Dạ, cái thằng này có lẽ đủ quá, chửi mình vô bên trong. Nè, mình là trẻ nè con. Má nó đang chạy à. Đang muốn lấy, đã lấy hết chớn sao luôn. Lấy hết chớn luôn. Thôi
Đường phố không bán dữ lắm, 15 ngàn. Sài Gòn không có ai bán 20 ngàn chứ, trừ khi mày bị chém. Cuối cùng cũng xa hơn.